Một đầu đen là gì? Khi tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ nhưng bị tắc nghẽn bởi bụi bẩn, tế bào chết và sự hoạt động của các vi khuẩn sẽ gây ra mụn. Những hạt mụn lấm tấm đen trên mũi chúng ta, gọi chính xác là sợi bã nhờn chứ không phải là mụn đầu đen. Khác với mụn đầu trắng, lỗ chân lông chứa các sợi bã nhờn không bị bít kín hoàn toàn. Vì vậy, các sợi bã nhờn sẽ bị oxy hóa bởi môi trường và bụi bẩn sẽ chuyển thành màu đen ở phần đầu mụn. 2. Nguyên nhân gây ra mụn đầu đen ở mũi. Để kết quả điều trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để tìm cách khắc phục. Mụn đầu đen, hay còn gọi là mụn trứng cá ở dạng hở là hậu quả của bã nhờn, da chết, bụi bẩn, mồ hôi, sản phẩm trang điểm chưa được vệ sinh sạch gây tắc nghẽn ở nang lông hoặc lỗ chân lông. Mụn đầu đen thường xuất hiện ở mũi, trán, cằm và có khi ở hai bên má những nơi có lỗ chân lông to. Những người da nhờn sẽ dễ bị mụn đầu đen tấn công hơn các loại da khác. 3. Trị mụn đầu đen ở mũi, những gì không nên làm? Trị mụn đầu đen ở mũi là việc làm khá thách thức. Chúng ta thường muốn nặn ra tất cả những đám mụn đó ra khỏi mũi. Tuy nhiên, khi thực hiện không đúng thao tác sẽ khiến da bạn bị nhiễm trùng, gây ra xẻo rỗ. 4. Trị mụn đầu đen ở mũi, những gì nên làm? Cách trị mụn đầu đen hữu hiệu nhất là làm sạch lỗ chân lông và mụn đầu đen sẽ giảm dần. Làm sạch sâu. Dù có trang điểm hay không, chúng ta nên bổ sung các sản phẩm tẩy trang vào chu trình dưỡng da hàng ngày. Sau bước tẩy trang sẽ là rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Bạn có thể sử dụng các dụng cụ hỗ trợ để giúp da sạch hơn như máy rửa mặt, cọ rửa mặt, miếng silicone rửa mặt. Kết thúc bước làm sạch, bạn nên dùng nước cân bằng có khả năng làm sạch để đảm bảo rằng tất cả các chất bẩn được loại bỏ và cân bằng lại độ pH cho da. Kiên nhẫn. Điều kiên quyết khi trị bất kỳ loại mụn nào là sự kiên nhẫn. Chuyện trị mụn cần có thời gian, bởi lẽ da chúng ta cần thời gian để hấp thụ sản phẩm để điều trị và phục hồi. Kết quả sẽ tốt hơn từng ngày và bạn sẽ thấy rõ kết quả rõ rệt sau vài tháng điều trị. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên bấm đăng ký để nhận thêm những video hữu ích khác nhé. Chúc các bạn mạnh khỏe và bình an.